Xin chào quý vị, xin chào tất cả ông bà của chú anh chị, chào tất cả mọi người, chào tất cả các bi thủ của toàn quốc gia. Đây là mọi người trước mặt trên mọi người thấy trên màn hình, đây là một cái quán được tổ chức ra trao đổi bằng Binance, đồng tiền kỹ thuật số mới nhất nha mọi người, tại số chung cư Bầu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình. Đây là trao đổi Binance, trao đổi hàng hóa và ăn uống được tất cả các người dân và các bi thủ của toàn đất nước, của toàn quốc gia đang trao đổi Binance qua công cụ ăn uống, trao đổi hàng hóa. Khi một lậu điện tử này, tiền điện tử này chưa open mainnet thì tất cả người dân rất là hưởng ứng trên toàn cầu. Thì như đây thì đã đạt KIC là 13 triệu KIC, 13 triệu KIC. Và tính tới cuối năm nay thì có thể open mainnet, có thể mở mạng chính nha mọi người. Với dự đoán của tất cả các bi thủ và Nicotem đã lên kế hoạch sẵn và để open mainnet. Thì cũng như ở Việt Nam thì mọi người đã thấy những cái menu và những cái trao đổi hàng hóa qua Binance đã được mọi người rất là hưởng ứng, phong trào rất là cao. Thì qua video này mình thấy người dân, các bi thủ chơi và đào bi thì mọi người trao đổi hàng hóa rất là phong trào hưởng ứng. Chào tất cả ông bà chú chị.